đến từ câu lạc bộ đàn hát dân ca Việt Nam do Đài Tiếng nói Việt Nam đến xem chương trình âm nhạc đêm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với điệu múa này.
múa sạp do các hiệp hội đến từ câu lạc bộ đàn hát dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Và xin mời toàn thể quý vị ở phía dưới chúng ta hãy vui cùng đội múa sạp và diễn viên tham gia trong chương trình âm nhạc hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức chương trình âm nhạc và đặc biệt là đội múa sạp do các diễn viên đến từ câu lạc bộ đàn hát dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy vui cùng các diễn viên trong chương trình âm nhạc đêm nay. Xin trân trọng kính mời.